Bây giờ mọi người, tụi mình sẽ hướng dẫn mọi người cách thay bên cho những cây là mưa lăng BK5, E7, BK9 và cả các dòng rô lăng mà các bạn đã từng biết tới. Nhiều dòng rô lăng sẽ dùng chung những cái cụm bên giống như vậy, và cái bên nó sẽ nằm ở trong cái cụm này, cái nguyên bên nó sẽ nằm trong cái cụm này và mình cần phải tháo nó ra. Thì mở đàn thì chúng ta không cần phải hướng dẫn lại nữa, tại vì ai cũng có thể mở được, như bạn cũng xả 41 là có thể lấy ra được. Thì bây giờ cái cụm bên này cũng khá là phức tạp, cho nên mình sẽ hướng dẫn cách cho mọi người mở cụm bên này ra. Thì mọi người phải chuẩn bị một cái tua vít bốn cạnh hoặc là tua vít chấu á, mình mở hai con ốc ở đây, cái vị trí này hay cái vị trí này, vị trí 1 và vị trí 2 mình sẽ mở ra. Tiếp theo là móc làm sao Hãy nhấn like nếu các bạn thấy video clip này có ý nghĩa và đừng quên nhấn subscribe để biết thêm nhiều thông tin hữu ích về cách sử dụng các dòng đàn organ cùng những chia sẻ thú vị khác xoay quanh công nghệ đàn điện tử. Mitumi Media xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Goodbye.